Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Quý vị thân mến, một trong những con giáp may mắn trong tháng 1 khi nói đến thì chúng ta không thể nào bỏ qua người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được. Có thể nói rằng là may mắn và thành công của họ đến từ đâu thì Diễm Quỳnh sẽ cùng với chúng ta đi tìm hiểu ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe về tử vi của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 1 âm lịch. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai bao giờ. Người này luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến và quý trọng. Cuộc đời người tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu, là mẫu dâu hiền vợ thảo điển hình. Họ thường có phúc tướng, vượng phu ích tử, nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng. Bản mệnh nên sửa đổi điều này để có thể trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng, nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Người tuổi Mùi sinh năm 1979 trong tháng này gặp được khá nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống. Tuy sự nghiệp không đạt được những bước tiến quá lớn, nhưng tổng thể thì rất ổn định. Dù khó khăn và rắc rối vẫn xuất hiện, nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết một cách thuận lợi. Phương diện sức khỏe ổn định, những người mắc bệnh mãn tính có thể tìm được phương pháp chữa trị phù hợp, nhờ đó mà bệnh tình được khống chế. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, rèn luyện, thực hiện đúng lời căn dặn của bác sĩ thì không cần phải lo lắng quá nhiều. Người độc thân tuổi này có khả năng tìm được người như ý ngay trong tháng này. Tuy tình yêu đến muộn, song hai người phù hợp với nhau, quan hệ phát triển ổn định và có thể tính chuyện lâu dài. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp nhâm dương thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cũng cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 tháng Nhâm Dần, đường công danh sự nghiệp của gia chủ được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, cần phải chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp, có điều nếu không nhanh chóng nắm bắt thì rất dễ bỏ lỡ giữa thời cơ, thành quả tuy có nhưng chưa có mức rực rỡ. Với những người làm chủ thì tháng này không phải quá may mắn với bạn. Môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của bạn có thể gặp một loạt vấn đề sẽ cần phải giải quyết kịp thời. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác thì bạn nên cẩn thận, ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản. Sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến cho áp lực kèm theo không ít đòi hỏi, mệnh chủ cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy ra. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế chính là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng đầu năm 2022 mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho tuổi Kỷ Mùi, thậm chí bạn còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên bạn rất dễ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Gia chủ cũng cần phải chú ý có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em bạn bè và nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Có tiểu hao hung tinh xuất hiện nên gia chủ Kỷ Mùi cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này. Bạn nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro.
Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng này. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi nhanh nhất. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi cần phải tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt chính là làn da, mái tóc, bởi vì dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này báo hiệu, dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc bạn. Bản thân bạn cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút. Nếu gặp được, cần phải chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Với những người đã yên bề gia thất, bạn sẽ phải để tâm lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Tốt nhất, bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, bởi vì là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Ngoài ra, đào hoa vượng cũng có thể gây tác dụng ngược, nhất là với nam mệnh đã có gia đình. Bạn có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc là gây mâu thuẫn khó hòa giải, chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Kỷ Mùi, trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 1 năm 2022, tức ngày 5 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 1 năm 2022, tức ngày 17 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, tức ngày 10 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sai Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 1 năm 2022, tức ngày 22 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải là số tử vi cho người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 trong tháng 1 âm lịch đúng không ạ? Chắc hẳn là qua phần luận giải vừa rồi thì quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn và thành công hơn nữa. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh đành phải nói lời chào tạm biệt bởi vì là thời lượng của chương trình đã khép lại rồi. Xin mến chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.